ngồi xuống đi. Ừ. Cho nó về. Có thì ở mùi rồi. Ừ. Ồ, bằng vàng nhiều thế nhỉ. Mới được ăn được đấy vậy. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Sáng anh em chào một tổ rất to mình ạ. To hơn các bạn tải này. Nó phải rơi tầm 4-5 cân đấy. Nhưng mà chiều nay lại có một tổ nữa. Kiểu tổ này lại bé hơn. Nhưng mà à đấy. Đấy. Vẫn còn trèo ngập, vẫn còn trèo đây này. Sáng nay anh em trèo ấy, nhưng mà chủ yếu là lúc sáng là không quay được. Anh em mới một bộ quần áo này để trèo ấy, đâm ra không quay được nó nhiều cảnh ấy. Anh em lười quay, nhưng mà chiều nay tổ này là cứ ngày nào trèo lên là vẫn phải quay thôi. Cũng muốn lấy đợt này nữa là hết vụ. Muốn lấy anh chả có nữa đâu. Hết vụ. Hết mùa. Nốt vụ. Chiều nay anh em làm mỗi một tổ mà nó rơi tầm 4 cân ấy. Chia nhau mà chia nhau là chia đều 4 nhỉ? Chia 4 nhỉ? Ba người đi mà chia 4. Chia 4 nhưng mà mỗi một người phải được tầm hơn 1 cân rồi. Chia được 4 cân, cứ tính ra trừ cái tổ đi được 4 cân. Cho vào tải mà không vừa ấy. Cái này là Ngọc còn lấy như là bị vỡ một cạnh đoạn mà Ngọc nó xỏ này. Mép. Chính là mà đoạn mép mép này không bỏ vỡ ấy. Đoạn mép mép chỗ trên này ấy. Là còn rộng nữa cơ. Cái này vừa đâu lúc lên ấy. Đấy bà tải này lên có vừa đâu. Nghiêng theo mép này, dọc này này được. Được quá nhiều luôn ấy. Đấy mà lúc cơm mới mà lên thì được. Đấy. Lại tiếc nhỉ. Thôi tự nhiên là chiều nay anh em làm tổ kia nó bé lắm. Bằng chắc tầm cái mũ cối tự nó phải rơi tầm 3 hay 4 tầng nhỉ. 4 tầng thôi, rơi tầm đấy. Mà tổ lúc sáng anh em làm nó phải tầm 7 tầng. Mà 1 tầng là không được, được 6 tầng. Chia nhau ra đấy mới nhà được 1 cân, 1 cân ong ấy, không phải là cả tổ đâu nhá. Ong con cho mặc này, bắn mẻ này thôi, tí đi mặc quần áo lên lên cây dễ. Lại mặc kiểu đấy thôi, mặc quần áo dài cái kính như này đỡ nó... như lúc sáng nóng lắm, lúc sáng mà không có cái kính này là không nổi, chịu đâu mà giờ con rát hết chán. Con nó kêu này mà chả cho bú nhỉ. Mỗi 2 con. Lượt đầu 7 à 6 con, lượt này có được mỗi 2 em. Thế được rồi. Chó này nó nhiều lúc nó thiếu thốn giống loài nó khó. Giờ anh em sẽ đi sang cái tổ kia rồi mọi người ạ. Bởi vì tổ kia nó bé hơn, còn tổ lúc sáng anh em làm công nhận là nó to thật mà. Tiếc quá anh em cứ nghĩ là mùa này nó không có con ấy, đâm ra là anh em không quay. Hôm nay anh em đi làm là ong bỏ vẽ thôi. Có phải không? Có phải ong cắn lá. Ngày khô tái định cư. Bây giờ là được chuyển vào đây là một cái là tầm 5 nhà đang xây. Giờ Tết đông người. Sau hai anh em ở bên trên lán trại này thôi mà có hàng xóm rất nhiều luôn. Dưới này là có một nhà này. Đây một nhà này. Tóm lại bây giờ đang có 5 nhà đang xây nữa. Cái nhà này là 6 nhà. Chỗ này sau này gọi là bãi lạc. Bãi lạc. Bãi đá. Chỗ này toàn đá. Rượu đo là phải có lạc. Anh em di chuyển để đi làm chỗ kia mọi người ạ. Hy vọng là lên được, sợ không lên được. Cái tổ anh em đang chuẩn bị làm này ngay luôn chỗ đầu cổng chỗ nhà anh Phong ấy, ngày trước anh em canh gió thời qua rừng đấy. Anh em đến chỗ mọi người ạ. Cổng anh Phong luôn. Ngay trước cổng nhà anh Phong luôn. Đây tổ này nó ở trên tổ này ở trên cây dổi mọi người ạ.
Ở ngay cái cây này mọi người. Ôi mà quên cầm túi đựng rồi. Ôi không lấy bao tải lên à? Quên rồi. Ở ngay chỗ này mọi người. Bởi vì máy này nó không zoom được, nó không như cái máy lên lên đoạn này nhìn to. Mấy anh em là hay đất tiền ấy, thì còn được. Mấy anh em là con gâu thôi thì đây, ngay chỗ này mọi người. Ngay chỗ em chỉ này luôn. Chỗ này kiểu gì cũng tầm hơn 2 cân nhỉ. Tụi cây hơi bé. Mà chả thấy anh Phong ra rau lưu thế nào. Mà cái này nếu mà lên á, như kiểu để trước mình trèo cây rổi, à, hạt rổi ấy nhỉ. Cây cao này trèo lên mà có gió lung này. Đợt này lại không có gió nhá. Có gió lên. Cây im re luôn này. Không có tí gió nào luôn. Này lên bóc ấy xong lấy nguyên ấy chứ. Có tải vẫn được sau nhá. Lên được đéo có đâu. Đến tù mọi người ạ. Nhiều ong đang xuống nhiều này. Mây vào đang nhiều ạ. Đổ ngay đoạn trên này luôn mọi người ạ. Ôi quá mệt luôn đấy. Nó dài phải tầm 20 mét đấy. Mây ong đang tấn công nhiều này. Ôi toàn tấn công vào máy thôi. Đây một tí nữa mới đến tổ ấy. Quá là mệt đấy. Ngọc đang ngồi dưới kia. Từ cách tổ tầm 2 mét nữa. Tổ này được 5 tầng mọi người ạ. Mà tầng cuối cùng này không biết là có con được không ấy. Ôi vẫn còn đấy mọi người ạ. Vẫn có con đấy. Tầng cuối cùng này vẫn có con này. Tầng này vẫn còn nhiều lắm. Ừ, em sẽ cho vào tải thôi. Đây. Tầng này còn con này. Cả 5 tầng luôn mọi người ạ. 1, 2, 3, 4, 5 này. Và ông con rất là nhiều nhá. Ông mẹ cũng nhiều luôn đây. Bày túi bụi luôn. Găng tay rách mà anh em vẫn liều lên để lên thôi. Chính là mấy tầng cuối này mới nhiều này. Mấy tầng dưới này ít thôi. Rất là nhiều ông luôn. Rồi chính là tổ lúc sáng anh em lên cũng được 7-8 tổ, 7-8 tầng thôi mà. Tổ lúc sáng là một bao tải 60 cân là đúc không vừa ấy. Nếu có hai bộ quần áo thì quay được nhiều cảnh nó đẹp hơn mọi người ạ. Còn bây giờ mỗi bộ là anh em chỉ thế này thôi. Hết tổ vào túi luôn mọi người ạ. Trên này là còn nguyên cái tổ không của nó luôn. Mùa này chắc nó không làm lại nữa đâu. Bây giờ đi xuống mọi người ạ. Xem nó túi bụi rồi. Ôi nhiều con phết nhỉ. Con nhiều mà. Đôi hai. Vẫn bay à? Vẫn bay. Ôi nóng quá. 5 tầng. Và tầm 2 cân con ấy. Ôi sai ghê nhỉ. Hài lắm. Tổ lúc chiều em làm mình rơi tầm 4 cân mà. Tổ này tổ bé được tầm đấy rồi. Đẹp rồi. Đốt cho.
đốt đấy. Đấy ông bảo vệ không phải cắn lá mà giờ này còn lâu ở được đây. Ừ. Ôi. Toàn bộ trên thôi. Bảo vệ này. Bé tụi này bé. Ôi, nóng quá. Có chịu à? Ôi, cậu đang cầm cái gì đấy? Nóng quá mừng ạ. Túi bụi rồi. To thế. Cành nó to, cây nó to. Ôi ôi. Nóng kinh khủng. Đấy lúc bỏ luôn cái bảo hộ này lên nó dễ hơn á. Ừ. Bảo hộ cây bé lên mắc lắm. Cây to to thì mình còn ấy. Cây to to. Giờ Ngọc đang lấy rơm để phun khói cho nó chay đó anh em ấy. Lôi tổ ra. Trong tổ có nhiều tận ông mẹ. Đây mọi người ạ. Mùa này lạnh nhưng mà con vẫn còn nhiều lắm mọi người ạ. Được hết đây. Mà tổ này có bé đúng không gàng. Tổ lúc trưa là cái túi 60 cân ấy. Gàng này 3 gàng. Miếng này có. Mà đúc cái tổ đấy mà nó không vừa ấy. Phải để nghiêng cái tổ ấy. Từng miếng một thì nó vào được hết ấy. Mà tổ đấy nó bựa rõ đẹp nhỉ. Nhiều thế. Giờ này nó không đốt đâu. Nó chỉ bay thôi. Ui, miếng này mới nặng. Lửa chậu. Lửa chậu. Này mà không chia phải được chậu đầy nhỉ. Ừ. Chưa. Chưa tìm cái nồi. Đang tâm sống rồi. Nhà Ngọc vụ mùa này trồng ngô vẫn được mùa phết đó mọi người. Ừ, là chưa thu hết đâu, thu được mỗi một ít thôi mà đang treo đầy nó khô. Được một nồi to gần đầy mọi người ạ. Này phải tổ lúc trưa không mà. Được hai nồi này luôn ấy. Tôi xem vào hàng cho có bớt dạng. Nấu đây. Tại hẳn chỗ xung cũng nhảy xem vào. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ai xa. Ăn cái gì đấy. Vừa anh em đi rừng về. Ông một tiêu cho hơi nhỉ. Người ta trả tha cho. Chắc không ngày làm ong nhỉ. Có phải chơi này, nồi ở còn đấy. Cha cho tôi nồi mới nồi. Đây là hai bát đầy mà trong nồi vẫn còn. Đúng đấy. Chỉ nghĩ thế. Vẫn nóng đấy. Để một nguội tí mới khúc được. Con ngồi xuống đi. Cho nó về anh chung rồi. Có thi à, mùi rồi. Ô, bóng vàng nhiều thế. Nhẹ. Mới được ăn được đấy anh gọi. Chờ mà anh mới đến nhỉ. Ừ, anh như mẹ. Phải anh nhé. Ừ. Có một tí việc ở nhà quá. Hai anh em kéo được 4-5 chén đây. Được rồi, cảm ơn. Ông nhá, cảm ơn hai anh em nhé. Vậy nhá. Chúc hai anh em luôn mạnh khỏe. Chúc anh em những món ngon này để anh em giao lưu nhá. Ủa, đúng gọi. Anh mà trả sang thì bên kia vẫn được tầm hai bát này nữa. Nồi vẫn còn đấy. Anh phải sang chứ. Còn này mà. Ôi dạ. Này phải dùng bằng thìa luôn anh ạ. Không chơi cái kiểu mà gắp bằng đũa đâu. Nó giúp to lại cho em. Ăn nó phải thế mới gọi là ngon. Dùng anh. Thật có nghĩa là tuyệt vời. Dùng đây. Dùng đi em. Nhưng mà thế nào tự nhiên có miếng thịt chuột đấy. Chuột vừa nướng xong đấy. Ôi thôi anh đến sau anh dùng đi. Thôi em hơi để đây. Đấy đây vẫn còn đây. Của anh đây. À mà để anh dùng ong xong đã. Dùng ong đã. Dùng
Thế này vô để cái qua ngâm cho phải cái ạ. Nhiều hả? Ừ. Ừ, chơi nó còn tăng. Ồ quá. Quá ngon. Quá ngon. Hả? Ngon quá. Quá chi vậy? Đoàn kít chén nhỉ, quên mà. Đâu nhỉ? Không mới đâu nhỉ? Mà anh uống gắp dùng nhá. Dùng mạnh không? Không phải gắp dùng đâu mà dùng một thìa ấy. Ăn tay cơm ấy. Ông này cứ kiểu húp như kiểu húp cháo ấy, ngon rồi. Để quá nhiều rồi. Ngon rồi. Mà thì giải quyết nút, giải quyết nút cái miếng đen đen kia đi. Để đây thì cho con cún ăn rồi. Trong lấy cái ong này, nồi vẫn còn đấy. Đúng vậy, từ hôm bà cậu cháu ăn tuyệt quá. Hôm nay ăn sướng. Hôm nay tầm 5 cân mà hẳn một nồi mà nệm hết một đêm. Mọi người con cơm ấy ngậy là một đấy, mình làm hoặc là mình nấu mình pét đấy. Lúc này nấu không có măng chua không, mình pét đấy. Khi á thì chả cần đũa đâu mà có cái gì món gì để gắp được. Nhưng mà không đủ không phải gắp. Chỉ có húp thôi. Không đủ, không đủ thì à đâu mà. Vẫn là chia đũa. À nhưng mà món này đã múc vào phải dùng luôn đi. Dùng này. Dùng mạnh vào. Dùng mạnh vào. Phải húp như kiểu mình ăn cháo ấy nó mới sướng. Em bên này em cầm chai thì anh cứ yên tâm đi. Còn cái này em húp bằng thìa thì anh phải chả đủ thìa anh không cảm. Thấy đúa. Đã chơi rồi. Đẹp à? Anh em hay gọi là gấp vào cong đũa. Đây bọn em ăn này này anh này. Đấy, như ngọc. Đấy, nó phải thế mới ngon. Anh từ từ quá, này quá. À, đã làm phải ngon mà. Nếu mà bảo mua nồi ong ăn như kiểu anh say cả trời. Say cả trời chưa hết một bát. Em mời không? Nhầm sao mà nếu ăn kiểu đấy hôm sáng mình kiếm lì quá nồi ấy mà còn một nửa nồi mà con phơi con là chứ mấy giờ con phơi á đấy ăn phải ăn kiểu em rồi còn nếu mà dùng đũa anh gắp từng con được con nếu mà cứ biết hay là thấy em quay anh ngại đáng cười không biết đâu anh hiểu không anh biết rồi cái này thì chụp quay đi. Anh đả hết một bát thì em xem nào. Đả thế nào được bây giờ thì húp như kiểu mình hút cháo thôi mà. Dùng cả bát như kiểu anh ăn với kiểu lịch sự quá. Làm từng miếng như kiểu ăn thức canh. Mình nuôi biết mình nuôi là bắt tại chẳng mà. Thật là tuyệt vời. Ăn phải làm thế. Về thưởng thức để nó mới ngấm ăn dần dần à? Có súp ấy nhỉ? Súp cái thì biết vị là như nào? Thôi, chứ còn bọn em thì rồi. Ăn để no thôi. Rồi thì là xin phép 12 anh em. Trong chắc một riêng quá. Vâng, rồi. Xin phép ông ạ. 3 anh em mình uống. Ông ăn cơm. Rượu nha mà rượu ngô là quả này rồi. Nhưng mà rất là trong như nước lọc luôn rồi. Khỏe nhá. Cảm ơn hai chú nhá. Hết chén này anh phải ăn nhiệt tình vào không anh em còn muốn nửa nồi bên kia làm gì ăn được hết. Anh hay nhiều bao giờ đâu chú. Này, dùng đi. Giật cái đã cho nó ấm. Ai thế cả. Nhưng mà anh Hùng phải dùng cho hết nhá. Xem nào ấm không? Dùng hết cái này trong lấy cái mới nhá. Dạ. Bát của anh để hơi lâu ấy. Để lâu nó thiêu. Không, anh đừng có ăn kiểu tiết canh cứ cắt để cắt lâu nó chả thiêu gì đấy. Anh kiểu như em hút như kiểu cháo rồi. Ôi dồi. Ăn nó phải tí. Nè không phải với măng chua. Em ăn một lúc là ngậy. Bởi vì ăn hai lần ở trên đồi mà không có nước măng chua. Ngậy. Ôi, chịu. Măng chua có ở đây mà chưa chua ấy.
cũng tùy người nhỉ. Có người lại thích măng chua, có người lại không thích đấy. Không, không có măng chua ăn nó ngậy hơn mà. Vị nó ngậy lắm. Không phải cháu chưa thưởng thức được thử là không có măng chua anh ăn được xem ngậy lắm. Còn mình cho nhiều gia vị mà nụm đây là vị em. Có gia vị đâu, cái hôm mình làm hay là mình nướng. Hôm ăn nước sủi một cái là cho vào là húp hết. Là ngày xưa các cụ là người ta cho vào cái lá dọng á. Rồi, gói.